Rồi, xin chào tất cả các anh đã trở lại với kênh của em. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship. Còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5-7 ngày thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm. Em sẽ phép lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Dạ, mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một bộ cần khẩu ha các anh. Đó, một bộ cần khẩu này đến từ nhà KTC giúp em ha, KTC Kyoto hàng cổ Nhật Bản. Các cái dòng sản phẩm của KTC thì không cần phải bàn về chất lượng rồi ha các anh. Đó, mấy cái dòng này thì cực kỳ là xuất sắc rồi. Thì nó sẽ gồm có một cái cần nè, một cái tay lắc đầu 1/2, đây là cái cần nối lắc léo nè, và một cái cần nối dài ở đây ha. Thì thông số các cái khẩu ở đây thì nó sẽ là 11 nha các bạn. 11 nè, 12, 13, 14. Ở đây nó sẽ có hai khẩu 14 nha các bạn. 14.5, đây là 16, 17, 19. Bộ này thì nó sẽ thiếu một cái khẩu 17.5 nhưng nó bù lại nó sẽ có hai khẩu 14 ha. Đó. 21. Còn đâu tất cả là đủ hết 23. Và cuối cùng của nó sẽ là 26 ha. Đây, nó sẽ thiếu một cái khẩu số 10 nữa nha các anh. Đó. Còn đâu thì đa phần bộ này là cũng còn rất là đầy đủ, là ok rồi. Còn đây là các cái phần của cái tay lắc ha. Thì bây giờ em cũng đây, các anh thấy là phần tay lắc của nó. Con này dài tổng là 25 cm nha các anh. 25 cm tay lắc 1/2, hoạt động cực kỳ là ok, ngon lành cành đào giúp em. Đây là một cái khẩu chuyển ha, 1/2 ra 1/2, và cái đầu này các anh thấy là nó sẽ chia thành hai khúc. Khúc thứ nhất các anh thấy nó có thể lắt léo được 180 độ này, và ở đây nó có thể lắt léo được nữa này. Đó, các anh thấy không? Thì nó sẽ giúp các anh điều chỉnh được các cái góc độ mình làm nó ok hơn ha. Còn đây là một cái cây cần nối dài nha các anh. Đây. Cũng của KTC luôn, 1/2 ra 1/2. Cây này dài tổng là 15 cm nha các anh. Đó. Một bộ của nó ha, mã số 1. Anh nào ưng bộ này chốt giúp em nha các anh. Đó, mã số 1 giúp em ạ. Và mã số 2, đây là một con kéo cắt tôn với cái phần lưỡi dài nha các anh. Con này thì rất là ít có này, và khi nó cắt thì nó sẽ giúp các anh đi những cái đường nó bén, nó đầm và nó dài hơn. Đó, mình hoàn thành cái công việc nó tốt hơn ha. Con này đến từ nhà Midwest của hàng của Mỹ giúp em, USA nha các anh. Đó, con này phần lưỡi thẳng giúp em. Và nó sẽ có cái phần gọi là cộng lực. Con này là dạng kéo cắt cộng lực ha. Thì khi các anh cắt nó sẽ có cái phần lò xo trợ lực thêm cho mình để giúp các anh cắt nó ok hơn. Đây, các anh coi cái phần lưỡi con này là phần lưỡi đẹp nha các anh. Nó sẽ có những cái phần răng cưa mịn nè, các anh thấy không? Để khi mà mình cắt á, thì nó sẽ có một cái độ cấu ha, nó sẽ có một cái độ cấu giúp mình cắt nó tốt hơn. Đây là phần phía tay cầm nha các anh. Đó, tay cầm nó còn đẹp nè. Đó, ngon lành cành đào. Nói chung là con này không có gì để chê hết ha. Từ ngay những cái chất thép cho tới phần cắt của lưỡi nha các anh. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 30 cm, với phần lưỡi của nó là 9 cm giúp em ha. Dạ rồi, con này mã số 2 giúp em ạ. Mã số 2, con kéo cắt tôn cộng lực, mã này giá của nó là 650.000 nha các anh. Mã 2 650.000 ạ. Và mã số 3 là một con kìm mỏ quạ. Dòng này là kìm mỏ quạ của Nhật Bản, made in Japan. Dòng này thì các anh thấy là về phần ngoại hình là còn rất là đẹp ha. Nó đến từ nhà 3PAC. Tổng chiều dài của con này sẽ là 25 cm. Ở ngoài nó sẽ được phủ một cái lớp chrome giúp cho cái con kìm mỏ quạ này nó hạn chế bị rỉ sét hoặc là oxy hóa ha. Ở đây thì nó sẽ có các cái nấc này, nên khi mà các anh làm là mình sẽ tự mình điều chỉnh tùy theo cái giá trị, cái góc độ mà mình làm của cái vật thể các anh muốn kẹp hoặc là mình vặn ha. Đây các anh thấy răng lợi là còn đẹp nguyên nha các anh. Răng lợi là còn đó, đây các anh thấy răng lợi con này là còn ngon lành cành đào này ha. Đó. Dạ rồi, mã này mã số 3 giúp em, giá của nó là 280.000 nha các anh. Mã 3 280.000 ạ.
Gà mã số 4 là một con mỏ lết của nhà Banco nha các anh. Đó, con này là một con mỏ lết, size của nó là 10 in giúp em. Dòng này là size 10 in, hàng của nhà Banco, chất thép đen ha các anh. Đó, chất thép đen, made in Sweden, hàng của Thụy Điển. Đối với những cái dòng của Banco này thì nó gọi là rất là nổi tiếng rồi ha. Cái chất thép của nó cứng bền, hoạt động vô cùng tốt, các anh vặn nặng đều được ha. Đó. À, rất là ok nha các anh. À, thì anh thấy là con này vẫn còn êm mượt trên từng đường trượt, hoạt động tốt ha. À, các anh thấy là bên trong cái ngàm miệng là vẫn còn rất là ok này. À, ngàm con này thì nó rộng là 3 cm giúp em ha các anh. Ngàm con này rộng 3 cm giúp em. Đó. À, dạ rồi, con mỏ lết Banco 10 in giúp em ha. Mỏ lết Banco 10 in mã số 4 giúp em ha. Giá của nó là 400.000 nha các anh. Mã số 4 400.000 ạ. Và mã số 5 là một con vít của nhà KTC giúp em ha. Dòng này thì nó còn mới cắm luôn đó các anh. Dòng này là nó vẫn còn cực kỳ là ok luôn ha. Đây các anh thấy là cái mũi vít là còn đẹp. Size con này là dạng mũi vít hai cạnh, size 6 các anh, size dạng dạng 6 ly đó ha. Đó. Ở đây thì nó sẽ được bọc một cái lớp cách điện, và ngay cái chỗ phần tay cầm này thì khi các anh cầm á, nó có để mình có thể là mình để cái ngón tay cái lên được luôn, và nó có hạn chế là bị cái phần xê xịt ha. Đó, nó giúp các anh hoạt động là tốt hơn. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 23 cm giúp em ha. Con này mã số 5 giúp em ạ. À, mã số 5, giá của nó là 120.000 nha các anh. Mã 5 120.000. Và mã số 6 là một con búa đinh của nhà Yamaguchi ha các anh. À, nói về các cái dòng búa thì không thể nào mà mình không nhắc tới các cái dòng Yamaguchi được, tại vì đây là những một trong những cái dòng búa lâu đời và cái chất lượng của nó cực kỳ tốt ha. Con này hàng của Nhật Bản giúp em nha các anh. Đây anh có thể thấy Japan, phía tay cầm của nó thì được làm gọi là êm ái, khi các anh đập mình làm đóng đập nhổ thì nó gọi là nó cũng không có bị đau ha. À, đây là về phía cái phần đầu đóng, còn đây là cái phần đầu nhổ đinh nha các anh. Đó, con này là full mộc các kiểu cực kỳ ok, thân của nó là dạng thân thép đây các anh. Tổng chiều dài của mã này sẽ là gần 35 cm nha các anh. Mã số 6, mã này giá của nó là 280.000 giúp em ạ. À, mã 6 280.000. Và mã số 7 là một con vít đóng. Dòng này là một con vít đóng của nhà Vixel ha. Đó, con này là vít đóng Vixel dòng Impact Driver. Đây các anh có thể thấy. À, con này hàng của Nhật Bản với cái đầu đóng là vẫn còn ok ha. Đương nhiên là những cái đầu này người ta cũng sẽ có những cái vít đóng rồi, nhưng mà nó cũng không có đóng quá nhiều đâu các anh. Này, mình đóng là vẫn còn ok ha. Đó. Và đặc biệt là con này thì nó sẽ có một cái gọi là cái vòng ở đây để giúp các anh khi mình đóng xuống, gọi là cái vòng an toàn, nó không có bị đập vào tay ha. Đồng thời là ngay cái phần tay cầm của nó thì bên ngoài cũng được bọc một cái lớp dạng cao su như thế này, nó giúp cho các anh cầm mình đóng nó thuận tiện hơn và nó êm hơn. Đó, đây là tặng các anh một cái đầu vít đóng. Con này thì vít đóng nó sẽ xài cái mũi 8 ly, đóng trái phải đều được ha các anh. Đó, trái phải ok hết. À, tổng chiều dài là 18, tầm 18 cm, còn kể cả mũi thì khoảng tầm 25 cm ha. Con này mã số 7 giúp em, giá của nó là 750.000 nha các anh. Mã số 7 750.000 ạ. Và mã số 8 là một con kìm tút dây của nhà Vixel. Dòng này là kìm tút dây size hệ A giúp em ha. Đó. Thì đối với cái dòng này thì nó sẽ có phân loại như là A, B, C. Thì đây là cái dòng hệ A. Nó sẽ tút từ phần khúc dây từ 0.5 cho tới 2 ly. Đó, thì dòng này các anh có thể tút ở đầu dây, cuối dây, giữa dây đều được, và phần lưỡi con này còn rất là đẹp. Khi các anh tút bằng cái dòng này á thì nó không có bị ăn vào trong cái dây đồng ha, rất là ok luôn. Đó. Hoạt động là ngon lành cành đào hết nha các anh. Mã số 8 giúp em ha. Con này mã số 8, giá của nó là 300.000 ạ. Mã 8 300.000. Và mã số 9 là một con cưa. Dòng này là dòng cưa xếp của nhà ARS, với tổng chiều dài của nó sẽ là 41 cm, với phần lưỡi của nó sẽ là 18 cm nha các anh. Lưỡi dòng này là 18 cm, đây các anh thấy là đầy đủ vuông hết ha. À, các cái phần răng lợi của nó thì như các anh thấy là răng lợi của con này là còn ok, ngon lành cành đào, còn đẹp giúp em nha các anh. Dòng này thì các anh cưa cái cây tươi hoặc là cái cây khô đều được nha, tươi khô đều được luôn. Đó. Dạ rồi, con này mã số 9 giúp em. Đó, con cưa tay của nhà
ARS giá là 250.000 nha các anh, mã 9 250.000. Dạ, mã số 10 là một con kiềm bóp chết của nhà Vistrip. Dòng này là cái dòng gọi là dòng kiềm thuộc những cái dạng đời 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 đầu của cái dòng Vistrip, và nó chính là gọi là thuộc cái chất thép mà chính gốc luôn của cái thằng Bertelsin này, xưởng DeWitt sản xuất của USA. Đây các anh có thể thấy ha. Đó thì những cái dòng này nó có cái chất thép rất là bền ha, rất là bền. Nó cũng là một trong những cái biểu tượng của cái ngành công nghiệp nước Mỹ đó các anh. Đó. Trong những cái thời gọi là chiến tranh cũng vậy luôn, nên là những cái con này cái chất thép và đảm bảo rất là tốt. Đây các anh thấy răng lợi là vẫn còn ok ha. Để các anh có thể là hoạt động. Đó, rồi mình kẹp bóp các kiểu. Con này size của nó là 7 in thì tương đương tầm là 18,5 cm nha các anh. Tầm 18,5 cm, mã số 10 giúp em. Con này mã số 10 giúp em ha. Đó, anh thấy cực kỳ là ok này. Giá của nó là 600.000 nha các anh. Mã số 10, 600.000. Và mã số 11 như các anh thấy trên tay em cầm, đó chính là một cái con sẻng gốc. Con này thì các anh dùng để mình làm vườn này, làm cây cảnh thì chơi đi phượt mang theo đều được ha các anh. Hàng của nhà NGS. Đây cái hàng này, cái hãng này thì nó cũng rất là thân quen rồi ha các anh. NGS, hàng con thương hiệu của Nhật. Đó, con này thì đây cán của phần nó sẽ cán gỗ. Khi mà các anh muốn sử dụng thì rất là dễ dàng thôi các anh. Mình sẽ kéo cái phần này xuống nè. Và các anh chỉ cần bung lên như thế này là nó đã lên rồi ha. Và nó sẽ có hai cái phân khúc, ví dụ như các anh bung thẳng lên như vậy đó là nó thành cái xẻng nè, các anh có thể góc lại đây như thế này thì nó sẽ thành cái cuốc ha. Đây rồi mình góc 90 độ thì nó sẽ thành cái cuốc ha. Đó, con này thì tổng đây bên đây sẽ là cái cây cuốc chim đó. Các anh để full cũng được hoặc để 90 cũng được. Con này phần thân của nó không là dài 44, nếu mà dài hết của nó thì tầm khoảng 65 cm đó các anh. Đây phần lưỡi này thì tầm khoảng là 18,5 ha. Đây con này thì 14 cm chiều rộng ha, và nó sẽ có một cái độ sâu, một cái chủng khi các anh làm thì nó xúc cũng được rất là nhiều đó các anh. Phần lưỡi con bên đây sẽ là 18 cm, bên đây con này là 18 cm ha. Đó. Dạ rồi. Đó, con cúc chim mã số 11 giúp em, giá là 550.000 nha các bạn. 11 550.000 ạ. Và mã số 12 là một con dao. Dòng này người ta gọi là một con dao rọc giấy các anh. Ngoài ra các anh có thể sử dụng để mình dùng để mình rọc dây điện nè. Đây các anh thấy nè, nó làm trong những cái foam này, rọc giấy, dây điện. Hoặc là các anh cũng có thể ứng dụng để mình chuyên cho mình làm gọi là cái dao mình tiếp cành cũng được ha. Cái con này thì nó đến từ cái nhà Tajima, thì cái nhà máy của Tajima thì nó sẽ được đặt tại Trung ha, made in Japan đây. Đó, tuy nhiên thì khi nó làm xong thì nó sẽ xuất lại về cái nước cũ của nó. Và cái con này thường nó dành cho thị trường Nhật cũng như là một số các cái thị trường Mỹ khác này các bạn đó, nên là thường mình sẽ ít thấy nó bán ở các cái thị trường Trung hoặc là châu Á đó. Đối với con này thì ở ngoài nó sẽ có một cái đai bảo vệ, một cái bảo vệ này là cái dòng nhựa ABS chống va đập ha các anh. Đó, đây khi anh mở ra nè. Đó, hoặc là các anh có thể mình mắc vào trong đai mang lên cao cũng các kiểu rất là ok. Đây các anh thấy không? Đó. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Con này tổng chiều dài của nó sẽ là tầm 16,5 cm nha các anh, 16,5 cm ha. Đó. Dạ rồi. Con này mã số 12 nha các anh, giá là 230.000. Anh nào mà lấy số lượng thì nhắn em để cái giá tốt hơn ha. Con này mã 12, 230.000 giúp em. Dạ, mã số 13 đó chính là một con đe ha các anh. Đây, một con đe cực kỳ ok. Dòng này là đe của nhà Aeron giúp em ha. Đe Aeron là một cái thương hiệu đến từ Nhật nha các anh. Con đe Aeron. Đó, đây các anh thấy là đế riết các kiểu là vẫn còn rất là ok. Đây là cái bề mặt đe của nó ha. Đó. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 17 cm ha các anh. Đây, cái chiều rộng của con này tầm là 4.5 cm. Dạ rồi, con đê Aeron mã số 13, anh nào ưng mã này thì chốt giúp em ha. À, mã 13 giúp em.
Và mã số 14 là một con kéo. Dòng này là một con kéo của châu Âu này, con của nhà Rothschild. Đây các anh có thể thấy ha. Dòng kéo này là chuyên dùng để cắt thực phẩm. Nó là chất thép không rỉ nha các anh, cắt thực phẩm. Con này các anh có thể dùng để mình cắt gà vịt. Đây các anh thấy nó có những cái đường kéo của nó rất là đẹp, bén, ngon ha. Và nó sẽ có những cái khứa này. Khi mà các anh cắt á, nó sẽ có một cái chỗ để mình có thể giữ lại, chứ không có phải là bị trơn như những cái con khác ha. Canh cắt gà vịt, sụn gà các kiểu đều được ha. Đó, và con này thì canh thấy là mình có thể tách làm đôi. Thì với cái cơ chế như thế này canh rất là dễ dàng để mình có thể vệ sinh, đồng thời là có thể mài bén được ha. Còn cái phần này là dùng để mình kẹp càng cua. Canh thấy không, con này cực kỳ là ok nha. Tổng chiều dài của mã này là 22,5, phần kéo là tầm 8 cm giúp em. Con này mã số 14 ha các căn, mã 14, giá của nó là 400.000 ạ, 14 400.000. Và mã số 15 là một con tay lắc đầu 3 phần 8 ha. Dòng này thì là của nhà Facom, con này là của Pháp giúp em. Đây là một cái thương hiệu gọi là cái dòng cao cấp, phân khúc cao cấp của Pháp, Facom. Dòng này thì cực kỳ bền rồi, hoạt động rất là tốt luôn ha. Con này cái đầu của nó là đầu 3 phần 8 này, các anh nghe không? Các anh nghe cái phần xoáy của nó này. Đó. Con này nó có cái hay là nó trong cái phần bộ phận của nó là có rất là nhiều răng nha. Những cái con này có rất là nhiều răng để làm gì ạ? Khi các anh hoạt động ở trong những cái góc nhỏ hẹp á, thì cái con này nó đều có thể xử lý được ha. Còn những cái con răng lớn hầu như là không có, thì con này nó đều có thể xử lý được trong các cái góc nhỏ hẹp hơn đó. Nên những cái dòng này là cực kỳ ok nha các anh. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 17,5 cm. Con này mã số 15, giá là 430.000 giúp em ạ. 15 430.000. Và mã số 16 là một con khóa 4 số của Top nha các anh. Con này thông số của nó sẽ là 10, 12, 13, 14 giúp em ha. Con này cái bề mặt ở đây của nó là dạng là stainless này, thuộc dạng là thép không rỉ ha các anh. Đó. Các cái đầu của nó là rất là đẹp, các cái đầu răng của nó rất đẹp, không có bị sứt mẻ gì hết nha các anh, không có bị sứt mẻ nứt gì hết, hoạt động là ngon lành, cành đào các cái lẫy cá đều còn tốt ha các anh. Hàng của Nhật, dòng của Top thì gọi là không có gì chê rồi các anh. Đó. Con này mã số 16 ha, giá của nó là 300.000 nha các anh, mã 16 300.000 giúp em ạ. Dạ, mã số 17 là một con kéo. Dòng này là một con kéo tỉa dăm đến từ nhà, con này là dòng của nhà Okatsu đó các anh, hàng của Nhật giúp em ha. Đây full mật, ok là ok, con dạng con kéo bướm. Tổng chiều dài của nó sẽ là 20,5, với phần lưỡi của nó là tầm khoảng là 5,5 cm nha các anh. Đó, đây là phần lưỡi này. Đây anh thấy là lưỡi con này đẹp giúp em ha. Đó, ngon lành cành đào. Dòng này thì cắt tốt rồi, mã số 17, giá của nó là 400.000 nha các anh, 17 400.000 ạ. Dạ, mã số 18 là một con kiềm. Dòng này là hàng của Mỹ giúp em này, USA. Con này hàng của Mỹ ha. Nhìn nó rất là vintage. Dòng kiềm nguội này thì gọi là nó rất cực kỳ khỏe. Các anh coi ngay cái phần phần bề của nó này. Đó. Nó phải dày gấp đôi những cái con khác luôn đó các anh. Và những cái dòng này nó khá là nhìn nó tạo cái nét rất là cổ xưa ha. Bên trong răng lợi con này là vẫn còn rất là ok. Lưỡi cắt là còn tốt này nha các anh. Đây, lưỡi cắt còn tốt, vẫn còn rất là khít ha. Hàng của Mỹ. Tổng chiều dài mã này sẽ là 21,5 cm. Dạ rồi, con này mã số 18, giá của nó là 380.000 nha các anh. Đây, hàng đẹp giúp em ha. Mã 18 380.000 ạ. Dạ, mã số 19 là một con chuyên dùng để mình cắt ống đồng hoặc là cắt ống nhựa đều được ha. Con này thì thành thân của nó sẽ là thân nhôm, mà các anh thấy không? Thân gọi là thân hợp kim nhôm, nó không có bị rỉ sét, nó nhẹ và nó bền, nó tạo cho cái con này gọi là cái hoạt động nó cực kỳ là tiện lợi luôn. Nó cắt cái size của nó là 5 cho tới phi, từ 5 cho tới 28. Cái phần lưỡi là đẹp giúp em này. Đó, cái lưỡi đẹp giúp em ha. Điều chỉnh tốt luôn. Dạ rồi, con này mã số 19 giúp em ha. Mã 19, giá của nó là 280.000 nha các anh. 19 280.000. Dạ, mã số 20 là một bộ đa năng. Bộ này là hàng của Nhật giúp em nha các anh. Japan, thuộc dòng thép không rỉ. Bộ này thì các cái tung của nó sẽ gồm có hai cái tung căn bản, là đây là một dao và một dạng khui ở đây này, các anh thấy không? Đây,
Đó, rất là tiện lợi nha. Và hàng thì cực kỳ mới luôn. Con này hàng mới bóng gương luôn. Ngay cả các cái chốt đồng để treo này, các anh thấy không, nó chạm khắc cũng rất là đẹp luôn nha. Đó, anh có thể thấy ha. Đây, khi mà gấp lại thì nhỏ gọn dễ xài. Con này mã số 20, giá của nó là 230.000 nha các anh. Mã số 20 230.000 ạ. Và mã số 21 là một con dao của nhà Masahiro. Dòng dao này thì nó sẽ sử dụng cho những cái đồ đông lạnh, là các can for freezing, chuyên dùng cho những cái đồ đông lạnh ha. Đó. À, thì cái đây các anh thấy là các cái lưỡi dao của hình răng cưa để khi mà các anh cắt cá, cắt thịt đó. Đó, và những cái đồ đông lạnh mà khi mình làm mình chưa kịp chia đó các anh, thì mình dùng cái con này để mình chia dạng đồ đông luôn, hoặc cắt các đồ đông luôn. Khi mà ví dụ như là các anh làm mà những cái đồ đông cục nó lớn quá, để mà mình rã nó ra rồi mình cắt á, xong mình bỏ vào đó lại, mình lại bỏ vào tủ lạnh bảo quản lại, rất là dễ bị nhiễm khuẩn ha. Thì con này nó sinh ra để là nó cắt những cái đồ đông ha. Đó, mình có thể cắt lớp, cắt cục, mình bỏ mình chia đều được hết. Con này thì tổng chiều dài của nó sẽ là tầm 33 cm, với phần lưỡi của nó thì tầm khoảng là 20 cm ha. Chiều rộng của nó là 5 cm giúp em. Đây, các con dao thanh dày dặn hết. Dạ rồi, con này mã số 21, giá của nó là 430.000 nha các ạ. Mã 21 430.000 giúp em ạ. À, đó. Dạ, mã số 22 là một bộ khoan, bộ mũi khoan. Bộ này hàng của Nhật giúp em nha. Strict Reset. Con này là hàng của Nhật luôn. Nó sẽ gồm các thông số là 1.5. Nó sẽ bị mất một cái cây 2.5 ở đây nha các anh. Đó, nó sẽ có 1.5, 3.2, 4, 4.8, 5.5, 6.5, 6, 5, 4.5, 3.5, 3 và 2 ha. Thì các anh thấy là các cái mũi của nó thì đều còn đẹp hết này, các anh có thể thấy còn mới đẹp ngon lành, cành đào thiếu một cái cây 2.5 thôi. Con này mã số 22 giúp em, giá của nó là 330.000 nha các anh. Mã 22 330.000. Dạ, mã số 23. Đó, 23 là một con khóa đùi gà, hay còn gọi là con khóa 8 số ha. Đó, con này thì hàng của Thoth giúp em. Chất thép của nó là chất thép rèn. Các cái dòng mà thuộc cái chất thép rèn thì nó sẽ có một cái độ cứng và cái độ bền rất là tốt để các anh có thể làm, đặc biệt là những cái con dạng cờ lê đa năng như vậy nữa ha các anh. Đó, con này hàng của Nhật, thông số là 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22. Thì đọc những cái thông số này lên thì các anh thấy là đây hầu như là các cái gọi là các cái thông số thông dụng luôn rồi, để các anh có thể làm việc ha. Số nào hầu như là mình cũng dễ làm luôn. Đây, các anh thấy là các cái số, các cái đầu là còn đẹp hết này, không có bị sứt mẻ, không có bị gọi là nứt niết gì hết ha, đẹp hết nè. Con này mã số 23 giúp em, giá của nó là 400.000 nha các anh. 23 400.000 ạ. Dạ, mã số 24. Mã này là một cái thùng ha. Thùng này là thùng đồ nghề nha các anh. Mua thùng này cực kỳ xịn luôn. Đây, con này các anh thấy là nó sẽ có đầy đủ các cái chốt khóa ha. Dòng này là của nhà Robert, hàng của Mỹ giúp em này. Made in USA, rất là đẹp nha các anh. Thùng này thì em phải nói là không có gì để chê luôn á. Xuất sắc ha. Ở cái con này, đây, các anh thấy là các cái góc độ của nó này đẹp, không có bị móc méo gì hết nha các anh. Trời ơi, con này là xuất sắc luôn, rất là bền luôn ha. Dòng này cực kỳ đẹp. Đối với dòng này thì nó sẽ dài tổng của nó, đây các anh thấy là tổng quen này, thùng rất là đẹp nha. Con này thì dài tổng là tầm 51 cm ha, tầm 51 cm. Cái phần chiều cao này là 24, và còn cái chiều rộng này tầm là 21,5 cm ha. Thì đây, để mở ra bên trong cho các anh dễ thấy. Cái này thì mình chốt lại cũng được, hoặc ở đây nó sẽ có một cái ngăn chìa khóa, ở đây thì mình có thể bấm thêm cái chìa khóa vô ha. Đây, bên trong là các anh thấy không, rất là mới nha, còn rất là mới. Ở trên cái ngăn thùng này thì các anh có thể là mình để một số cái cờ lê này, rồi ốc vít các bên ở bên đây đó, các anh thấy rất là ok ha, để mình có thể dễ dàng mình làm. Khi mình nhấc cái này bên trong ra này đó, thì ở dưới đây nó sẽ là một cái thùng nó rộng hơn, và để các anh sẽ để những cái đồ nó rộng hơn đó. Nó sẽ có hai ngăn như vậy, để các anh nhìn cái chi tiết này. Rồi, rất là xuất sắc nha các anh. Rồi, thùng này là không đẹp là không đẹp là không bán, không lấy tiền hay các anh. Trời ơi, rất là đẹp luôn, ngoài còn đẹp hơn trong video nữa các anh ơi ha. Đó, thì mình sẽ đóng lại như thế này.
Nói chung là mình mua một cái thùng mà nó bền để mình làm, mình đựng nó lâu năm thì cái thùng này nó chính là một cái lựa chọn mà chính xác luôn nha các anh. Đó. Dạ rồi thì em đã vừa lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm. Thì các anh ưng mã nào thì các anh vui lòng mình nhắn cái mã sản phẩm mình yêu thích, tên, địa chỉ, hoặc là nhắn qua Zalo, hoặc là gọi điện thoại, hoặc là nhắn tin cho em đều được. Và cái số điện thoại em để ở đầu trang ha. Dạ rồi, em xin cảm ơn tất cả các anh. Hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.